Và hiện nay trước mặt tôi là một dòng sản phẩm khác của pin 18650 với mã Samsung INR 18650-25R. Đây là viên pin lithium 3.7V với dòng xả 20A, dung lượng 2500mAh, kích thước khoảng 18mm x 65mm trong một viên. Thì đối với các viên pin 18650 lithium ion sạc này phải sạc trước khi sử dụng hoặc sạc theo thiết bị. Có nhiều cách sử dụng, có thể sử dụng những viên trơn như thế này hoặc là kỹ thuật sẽ bấm ghép thành khối 2 viên, 3 viên, 4 viên để tăng dung lượng hoặc điện thế lên với nhau và phù hợp với từng loại máy công nghiệp yêu cầu. Mua hàng tại địa chỉ 1165 Trần Đạo, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 0909 911 096, 0903 352 340. Giao hàng toàn quốc có tính phí dù chỉ một viên, giá ưu đãi đặc biệt cho khách mua số lượng lớn và khách mua đi bán lại. Xin cảm ơn.